https://cms/imazes/nogacnoiavatar.gif. Nói đến Hải Phòng, nhiều người sẽ nghĩ đến một thành phố cảng sôi động, nơi mỗi góc phố đều phảng phất nét cổ kính và thanh bình của những di tích xưa xen lẫn với nhịp sống hiện đại. Tuy nhiên, điều khiến Hải Phòng thực sự thu hút du khách không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên hay các công trình kiến trúc, mà còn là hành trình khám phá văn hóa ẩm thực độc đáo, đậm chất bản địa. Những món ăn của Hải Phòng không chỉ ngon miệng, mà còn kể lại những câu chuyện văn hóa sâu sắc và mang đến sự giao thoa của các nền ẩm thực khác nhau. Food tour Hải Phòng, một điểm nhấn du lịch của thành phố Hoa Phượng Đỏ. Hải Phòng, nơi ẩm thực là văn hóa và lịch sử. Chỉ cần thuê một chiếc xe máy, Google Maps trên điện thoại và tấm bản đồ ẩm thực Hải Phòng là bạn đã có một trải nghiệm ấn tượng với những món ăn hấp dẫn tại thành phố cảng rồi. Chia sẻ về bản đồ food tour Hải Phòng, ông Vũ Huy Thưởng, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng cho biết, bản đồ food tour Hải Phòng được Sở xây dựng trên các món ăn truyền thống đặc trưng của người Hải Phòng. Địa chỉ các quán ăn trên bản đồ là các địa chỉ được phần lớn người dân của thành phố thường xuyên tới thưởng thức. Để thuận tiện du khách tìm kiếm, Sở đã xây dựng bản đồ food tour thành những danh mục riêng như điểm tâm sáng, bữa xế chiều, ăn đêm, địa chỉ các món ăn theo chuyên đề, địa chỉ các khu chợ ẩm thực với đa dạng món ăn. Bản đồ được phát miễn phí tại ga Hải Phòng, các bến xe, điểm tham quan du lịch. Ẩm thực Hải Phòng có sự hòa trộn của hương vị biển cả và phong cách ẩm thực Bắc Bộ, được truyền lại qua nhiều thế hệ. Nếu tìm hiểu sâu hơn, bạn sẽ nhận thấy mỗi món ăn ở đây đều ẩn chứa một câu chuyện, từ sự dung hòa của vị ngọt từ hải sản, cái cay nồng của gia vị địa phương đến sự giản dị, mộc mạc trong cách chế biến. Chẳng hạn, bánh đa cua, một món ăn nổi tiếng của Hải Phòng, không chỉ là sự kết hợp của bánh đa, cua đồng, rau sống mà còn chứa đựng cả vị ngọt của những ngày lao động chăm chỉ trên biển của người dân nơi đây. Trải nghiệm các món ăn tại đây, bạn sẽ thấy sự giao thoa ẩm thực khi thưởng thức những món ăn như bánh mì que, nem cua bể hay ốc các loại. Mỗi món ăn đều có nét độc đáo riêng, nhưng chúng ta cũng dễ dàng thấy được tính cách cởi mở và tinh thần đón nhận văn hóa mới của người dân thành phố Hải Phòng. Bánh đa cua, biểu tượng của thành phố cảng Hải Phòng. Bánh đa cua chắc chắn là món ăn đầu tiên bạn không nên bỏ qua trong hành trình khám phá ẩm thực Hải Phòng. Bánh đa cua Hải Phòng mang đậm vị biển với nước dùng ngọt thanh từ cua đồng, đậm đà từ thịt ba chỉ và thoảng mùi thơm của lá lốt, hành phi. Sợi bánh đa mềm dai, ăn kèm rau muống, rau thơm tạo nên sự tươi mới. Khi nếm thử, bạn sẽ cảm nhận được hương vị mộc mạc nhưng đậm đà, mang hơi thở đặc trưng của miền Bắc và vị biển cả thân thuộc của Hải Phòng. Nem cua bể tinh túy của vùng đất biển. Nếu Hà Nội có nem rán thì Hải Phòng lại nổi danh với món nem cua bể. Nem cua bể không chỉ có vị ngon từ thịt cua tươi mà còn giòn tan nhờ lớp bánh đa bọc bên ngoài. Từng miếng nem được cuộn chắc chắn, cắn vào là hương vị thơm ngọt, giòn rụm lan tỏa. Món ăn này không chỉ ngon miệng mà còn giàu dinh dưỡng, thể hiện sự chăm chút của người dân nơi đây trong từng món ăn. Bánh mì que hát ương vị ấn tượng khó quên. Bánh mì que Hải Phòng khác biệt với bánh mì các nơi khác bởi sự nhỏ gọn và hương vị độc đáo. Món này chỉ có pate và một chút sa tế, tương ớt nhà làm nhưng lại đậm đà, cay nồng, hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của người thích ăn cay. Bánh mì que là món ăn nhanh lý tưởng, bạn có thể tìm thấy ở bất kỳ góc phố nào của Hải Phòng, từ những quầy nhỏ trên vỉa hè đến các cửa hàng nổi tiếng. Ốc Hải Phòng, Tây Hiên, đường ốc đa dạng. Hải Phòng là một trong những thiên đường ốc nổi tiếng tại Việt Nam. Ốc ở đây phong phú về chủng loại và cách chế biến, từ hấp, luộc đến xào, nướng với nhiều loại nước sốt, nước chấm khác nhau. Điểm đặc biệt khi thưởng thức ốc Hải Phòng là bạn có thể nhâm nhi từng món ốc cùng bạn bè, hòa mình vào không khí náo nhiệt tại những quán vỉa hè, cảm nhận sự phóng khoáng, vui tươi của thành phố cảng. Sủi gìn hương vị mùa đông ấm áp. Đến Hải Phòng vào những ngày se lạnh, bạn sẽ được thưởng thức món sủi gìn môn ăn vặt đặc trưng chỉ có trong mùa đông. Đây là loại bánh trôi nhân đậu xanh, ăn kèm với nước gừng nóng hổi, rắc thêm một ít dừa bào sợi. Hương vị ngọt ngào pha chút cay của gừng làm ấm cơ thể, tạo cảm giác dễ chịu giữa tiết trời lạnh lẽo. Mùa nào thức ấy ẩm thực Hải Phòng có cách riêng để giữ chân du khách, còn rất nhiều món ngon hấp dẫn vẫn đang chờ đợi du khách khám phá. Một điều thú vị khi tham gia food tour tại Hải Phòng, bạn sẽ được dạo bước giữa lòng thành phố, ghé thăm từng quán ăn nhỏ và nghe những câu chuyện từ chủ quán, những người dân bản địa. Tại phố Cầu Đất, khu chợ sắt hay những con hẻm nhỏ nơi ẩn mình những hàng quán đặc sản, mỗi món ăn đều mang một nét riêng. Bạn không chỉ ăn, mà còn được trải nghiệm không khí sôi động, thân thiện,
cách người dân Hải Phòng đón tiếp và chia sẻ câu chuyện của họ. Đặc biệt, cảm giác đi bộ dọc phố, ngửi thấy mùi thơm từ những gánh hàng rong, hòa mình vào nhịp sống của người dân là một phần không thể thiếu của trải nghiệm. Bạn sẽ cảm nhận được sự gần gũi, giản dị nhưng ấm áp từ con người nơi đây. Nhờ sự ảnh hưởng của food tour và các loại hình du lịch khác, ông Vũ Huy Thưởng tiếp tục chia sẻ về sức hấp dẫn của du lịch Hải Phòng. 10 tháng 5 năm 2024, du lịch Hải Phòng đón và phục vụ 7.845,4 nghìn lượt khách, tăng 14,1% so với cùng kỳ, đạt 86,2% kế hoạch năm, trong đó khách quốc tế đạt 825,1 nghìn lượt, tăng 1% so với cùng kỳ. Ước năm 2024, du lịch Hải Phòng sẽ đón được trên 9,1 triệu lượt khách du lịch. Chuyến đi tuy ngắn ngủi, chưa kịp khám phá hết những món ngon trên bản đồ ẩm thực Hải Phòng, nhưng chính cái thiếu sót ấy lại trở thành lời mời gọi chúng tôi quay lại, như một nỗi nhớ ngọt ngào với thành phố cảng bình yên. Food tour Hải Phòng không chỉ đơn giản là trải nghiệm hương vị, mà còn mở ra một thế giới, mà mỗi món ăn là một câu chuyện, một nét chấm phá về văn hóa và tấm lòng của con người nơi đây. Từng món đặc sản là một mảnh ghép sống động, góp phần vẽ nên bức tranh thành phố hoa phượng đỏ rực rỡ và nồng hậu, một lời mời tha thiết đến với những ai yêu thích khám phá. Về với thành phố cảng, dành một ngày thả mình vào hành trình food tour không chỉ là trải nghiệm vị giác mà còn là một cơ hội gắn kết để ta hiểu sâu thêm về sự chân thành và nhiệt huyết của người dân nơi đây. Sau mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGO. Hải Phòng không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên hay các công trình kiến trúc, mà còn là điểm đến hấp dẫn cho du khách muốn khám phá văn hóa ẩm thực độc đáo. Bản đồ food tour Hải Phòng do Sở Du lịch xây dựng, giới thiệu những món ăn truyền thống đặc trưng của người Hải Phòng, từ điểm tâm sáng đến bữa xế chiều, ăn đêm, địa chỉ các khu chợ ẩm thực. Mỗi món ăn như bánh đa cua, nem cua bể, bánh mì que, ốc, sủi riêng đều ẩn chứa một câu chuyện văn hóa, phản ánh sự giao thoa của các nền ẩm thực và tinh thần cởi mở của người dân Hải Phòng. Với food tour, du khách không chỉ được thưởng thức ẩm thực, mà còn được hòa mình vào không khí sôi động, thân thiện của thành phố cảng, khám phá nét đẹp văn hóa và sự chân thành của người dân nơi đây. Năm 2024, du lịch Hải Phòng dự kiến đón hơn 9,1 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế tăng 1% so với cùng kỳ,